Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại siêu anh hùng. Ở tập trước thì mình đã bỏ nghề làm người nhện và sau đó trở thành người sắt các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy khi mà thành người sắt á, thì sức mạnh tấn công vật lý của mình bằng những cái đòn đánh thường có vẻ là đã bị mất đi khá là nhiều luôn. Thế nên là hôm nay dự tính là mình sẽ làm lại cái thí nghiệm tạo ra một cái con nhện đột biến. Rồi sau đó, chúng ta sẽ lấy lại sức mạnh của người nhện, nhưng mà mặc giáp của người sắt. Quay quay, sự kết hợp này mình nghĩ sẽ rất là ok nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ làm liền luôn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy khối nhiễm phóng xạ ra nè. Khoan từ từ. Để mình lấy trước cái lọ máu nè. Ok, cái ống huyết thanh. Rồi, cuối cùng là lấy cái khối nhiễm phóng xạ. Rồi, chuẩn bị nha. Tốc độ. Ui, hốn nha. Rồi, kết hợp lọ máu với khói nhiễm phóng xạ để tạo ra lọ máu nhiễm phóng xạ. Rồi, kết hợp với ống huyết thanh á. Xong, xong. Giờ thì đi tìm một con nhện thôi. Mà đúng lúc bữa nay trời bão tuyết to nữa trời. Không có thấy đường thấy xá luôn các bạn ơi. Tầm nhìn rất bị hạn chế luôn á. Chưa, không sao. Bây giờ mình chỉ cần đóng cái mặt nạ lại cái. Nè. Là chúng ta có thể nhìn xuyên tường khá là ok các bạn. Kìa. Giờ ở dưới hang mình còn phát hiện mà. Thế nên là việc tìm nhện mình nghĩ chắc cũng sẽ không quá là khó đâu. Ủa sao không có con nhện nào gần đây ta? Ơ kìa. Trời toàn là xương không hả các bạn ơi. Chức năng hách nhìn xuyên tường của mình cũng không bù lại cái nhân phẩm của mình được rồi. Hay... Ủa? Ở đây còn một cái lucky block nữa nè. Ủa sao mình không phát hiện ta? Quên, cái cúp mình có mềm mại, trời đất ơi. Không được, phải đập bằng tay không á. Trời, cho mình cái rìu. Cái rìu này là rìu may mắn các bạn ạ. Ok, hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ may mắn sau khi mà nhặt được cái rìu may mắn ha. Hiện giờ thì vẫn chưa thấy con nhện nhện đâu hết. Ơ kìa. Nhện nhện khó tìm tới vậy sao? Ui dù. Nay hơi nhiều sự bất ổn nha. Mới đầu ngày thôi tìm nhện nhện nó không ra rồi. Sao mà lấy lại sức mạnh của người nhện đây? Hey. Pac-Man. Mình phát hiện ở dưới lòng đất có con Pac-Man các bạn ơi. Oh my gosh. Để mình xuống mình tìm nó. Oh no. Cơ. Nó đang ăn thịt cái con Enderman hay sao á. Yêu. Để mình lại gần nó cái. Đập ra. Rồi, thấy nó rồi, cái tới rồi. Một đứa thôi các bạn ơi. Ý, sao mình không đánh nó được nhờ. Úi dạ, trời. Ê, nó cắn đau lắm nha các bạn ơi. Hư giáp mình quá trời luôn kìa. Yêu. Nó đánh hư giáp mình cực kỳ dữ luôn á. Ây da. Mẹn đấy ơi. Không ổn rồi. Với cái đà này thì khó nha. Tới lúc này mình phải dùng cây gậy sấm sét thôi các bạn ơi. Đó. Tới công chuyện nó luôn. Cho nó biết mồi. Ok. Sắp được rồi các bạn ơi. Nó trâu quá à. Mình bắn thì không dính nó được. Tại vì nó đang ở tiết bên trong cái cục đá nè. Chỉ còn nước là xài gậy sấm sét thôi đó. Hy vọng là sẽ hạ gục được nó. Sắp chưa. Ui nó còn 80 máu. Đây rồi. 20 máu cuối cùng. Cố lên. 15 máu. Rồi. Hạ gục được nó rồi các bạn ơi. Chu cho. Rồi và nó rơi ra cho mình cũng khá là nhiều đồ lặt vặt nha. Để mình coi thử coi. Trời ơi coi. Đúng kiểu lặt vặt luôn các bạn ơi. Toàn là gì đâu không à. Và các bạn cũng thấy rồi ha. Làm người sắt á. Mặc dù là bay được nhưng mà. Ui có nhện nhện kìa. Ui. Hình như đó là con nhện nhiễm phóng xạ luôn hay sao á. Ủa phải không nhở. À không. Bình thường thôi. Nhện bình thường thôi các bạn. Mặc dù mình bay được nhưng mà sức chiến đấu của mình các bạn cũng thấy rồi ha. Nó không có thực sự là quá mạnh các bạn ạ. Thành thứ ra là bây giờ bắt buộc.
Ơi. Trời ơi. Cái quần cục gì vậy? Con Ripper đó nó muốn tự sát cái gì á? Quen đất ơi. Rồi. Con nhện đã vô tầm ngắm của chúng ta. Lụi cho nó một mũi thôi các bạn. Ok. Rồi cho nó cắn mình xíu ha. Được chưa vậy? Thành người nhện chưa? Ui giờ nó cắn đau nha. Ui giờ không ổn rồi các bạn ơi. Nó cắn đau quá nhưng mà mình vẫn chưa thành người nhện được. A few moments later. Hồi nãy ở xa quá nên là làm cái thí nghiệm này nó hơi vất vả các bạn. Mình đưa nó về gần nhà mình đi. Ơi sao nó hiền nhá? Ban ngày nó đúng hiền luôn. Đây rồi. Ô, công nhận về tới nhà một cái làm thí nghiệm nó suôn sẻ hơn hẳn các bạn ơi. Đó, nó mới cắn mình có hai cái thôi à. Là mình đã có được ha. Sức mạnh của người nhện. Ê, cái gì vậy? Cái gì mới nổ nữa vậy? Thánh thần ơi, bây giờ thiên thạch nó gớt kế nhà mình luôn kìa. Mèn đất ơi. Ui, thôi không được các bạn ơi. Kiểu này sau này mình không dám làm căn cứ thêm ở trên mặt đất đâu. Tốt nhất là nên làm trong lòng đất các bạn. Với cái tình hình thiên thạch nó rơi như cơm bữa như vậy, có ngày nó rơi thẳng vô cái nhà của mình chắc luôn á. Rồi, và sau khi đã có được sức mạnh từ nhện đột biến thì bây giờ mình sẽ vô trong để chúng ta mặc giáp của Iron Man vô ha. Ui da con này láo vậy. Ui, nó vô tới nhà nó cắn mình luôn rồi. Oh no. Bình tĩnh. Này thì láo hả? Xử nó luôn. Trời, nó được nước nó làm tới các bạn ơi. Rồi, và để xem coi bây giờ mình mặc giáp người sắt vô. Thì mình có thể giữ được sức mạnh vốn có của mình hay không đây? 12 máu. Ui da. Nó cảm giác vẫn không mạnh lắm ta. Ừ, không biết các bạn có thấy vậy không á. Cảm giác vẫn yếu kiểu gì á các bạn ơi. Cầm cái kiếm lên thử coi. Tiếp tục. Có vẻ là cũng khá hơn được một tí các bạn à. Và cũng có thêm một cái vấn đề nữa rồi. Là hiện tại bộ giáp người sắt của mình hư rất là nặng luôn rồi các bạn ơi. Bắt buộc là mình phải sửa nó lại thôi. Và để sửa nó lại thì mình sẽ cần có một cái được gọi là Suit Repair Unit. Cái này thì chế tạo cũng không có quá khó ha. Mấy thứ này thì gần như bây giờ mình đã có hết rồi. Thế nên là mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để chúng ta chế tạo nó thôi. Đe thì mình lấy đỡ cái đe trong nhà luôn ha. Chế tạo Platinum Blade nè. Còn thiếu sắt đúng không? Chế tạo luôn hai khối sắt. Rồi, lượm cục kẹo. Chúng ta sẽ có được cái máy để chuyên sửa giáp rồi các bạn ạ. Cái máy này thì... Ui, nhà mình bắt đầu chật rồi đó các bạn ơi. Chắc là mình sẽ làm một cái tầng hầm đi. Như hồi nãy mình nói á, xây nhà thêm thì cũng khá là nguy hiểm và rủi ro á. Bởi vì mình sẽ có thể bị thiên thạch rơi lũng nhà bất kỳ lúc nào á. Cho nên là bây giờ tốt nhất chắc là mình vẫn nên làm một cái tầng hầm đi ha. Mình thấy dưới này cũng có vẻ tiềm năng để làm tầng hầm á các bạn ạ. Trời, có hang sẵn luôn nè. Ngon, mình sẽ đào sâu sâu một tí ha. Rồi bắt đầu xây dựng tầng hầm theo ý của mình thôi các bạn ơi. Hiện giờ thì cái tầng hầm nó đang thông với một cái hang á, nên là mình sẽ lắp cái hang này lại các bạn. Tránh trường hợp xui xui á, những con quái nó mò theo cái hang đó mà nó lọt xuống thì nó lại quấy rầy mình á. Ok, giờ thì đã có được một cái tầng hầm cũng tương đối là ổn để chúng ta có thể làm một cái căn cứ thứ hai, kiểu như phòng tránh cái trường hợp mà thiên thạch nó rơi ha, lũng nóc nhà ha. Mình sẽ có thể là thay đổi một xíu cái phần sàn nhìn cho nó đẹp hơn các bạn. Có thể là mình sẽ ốp gỗ vô. Rồi bốn góc mình sẽ gắn thêm mấy cái cột nữa ha. Nhìn cho nó tự nhiên hơn á. À mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unity Lab thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Và sau khi hoàn thành thì chỗ này nói chung đã có thể bắt đầu đưa vào sử dụng được rồi các bạn ạ. Chỉ có điều cái phần tường á thì nó hơi thô sơ ha. Sau này mình mà có những cái vật liệu đẹp hơn thì mình sẽ bắt đầu thay vào để nhìn cho cái tầng hầm này trông nó hiện đại hơn á. Còn bây giờ thì mình sẽ đặt cái Suit Repair Unit xuống để chúng ta bắt đầu sửa chữa giáp thôi các bạn ơi. Nhưng mà khoan đã. Hình như cái máy sửa giáp này nó cần phải có năng lượng thì mới hoạt động được các bạn ạ.
Mà năng lượng muốn có thì mình phải chế tạo máy thêm rồi đó. Để coi coi, mình sẽ cần có một cái được gọi là generator ha. Cái này thì làm cũng không quá khó. Ăn thua là mình có băng là được ha. Mà băng nén mới được nha. Vậy thì mình sẽ đi lấy băng nén thôi. Nhưng mà cách lấy thì nó hơi lạ một xíu. Đúng rồi, giờ mình đã có cái cây cúp mềm mại rồi mà ta. Ừ ha. Vậy thì ngon luôn các bạn ơi. Mình có thể lấy cây cúp mềm mại này và lấy băng rất là thoải mái luôn á. Tuyệt vời thiệt chứ. Rồi, ở đây còn băng nhiều hơn nè. Ở đây lấy đi cho dễ. Rồi luôn, được 50 mấy cục băng á. Tha hồ cho mình về nén lại thành cái băng nén luôn nè. Bấm công thức của nó một cái. Trời, được hẳn 5 cục ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một số thứ lặt vặt như là cái quạt nè. Có luôn, làm hai cái. Lấy thêm electronic, một ít sắt đen, thêm một ít high-tech electronic. Và cuối cùng là chế tạo aluminum blade ha. Ok, việc còn lại là bấm công thức thôi các bạn ơi. Một bộ phận nè. Thêm cái động cơ. Rồi, vào hoàn chỉnh cái máy tạo năng lượng. Ủa, còn thiếu gì ta? À, nó cần tới 4 miếng aluminum lận các bạn ơi. Mình làm hơi thiếu. Rồi, giờ thì chính thức có rồi nha. Yes sir. Và mình sẽ đặt nó cạnh cái máy sửa giáp của mình. Không cạnh cũng được, nhưng mà bây giờ thì mình đặt cạnh thì mình đỡ chế tạo cổng dây điện đó các bạn. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa có miếng điện nào hết. Để mình lên trên mình coi cái gì tạo ra điện được ta. Có nha. Điện hả? Không biết sắt có tạo ra điện được không nữa. Mình thấy sắt đỏ mình có dư quá trời nè. Để mình lấy ra ít ha. Mình dục dưới coi coi nó có chạy không. Ví dụ mà nó không chạy thì phải tìm cái khác cho vô ha. Ui, không chạy thì các bạn ơi, vậy là phải dùng than rồi. Úi dồi, đành phải dùng than rồi đó các bạn ha. Than mình còn dư khá nhiều ha. Đây, chạy đỡ bằng than đi. Sau này mình có những cái đồ xịn hơn, chẳng hạn như là kim cương. Theo như mình biết á, thì kim cương có loại màu đỏ các bạn. Nó sẽ cung cấp rất là nhiều điện luôn. Trời, ngốn điện dữ luôn á. Thánh thần à. Ôi kìa, sửa lẹ các bạn ơi. Mình sẽ tốn đâu đó cỡ 315 xu ha. Là sửa được full cái bộ giáp người sắt của mình. Mình lấy than ra. Hao điện dữ luôn á. Ê, hình như bộ giáp người nhện của mình cũng hư nhiều lắm các bạn ơi. Mình cũng sẽ sửa luôn bộ giáp người nhện ha. Đây, lấy nó ra. Đem xuống dưới sửa coi coi có được hay không. Trời đất ơi, nó tắt điện luôn rồi cơ. Tốn điện thiệt sự luôn á. Rồi, mặc giáp người nhện vô cái ha. Xong rồi nạp than vô các bạn ơi. Tranh thủ nha, nó vừa mở máy lên là sửa liền. Trời đất ơi, nó hao điện coi cơ. Nãy giờ vẫn chưa đủ điện. À đây đây, đủ điện rồi. Sửa cái, tốn có 46 xu. Ủa 64 xu rồi các bạn. Ngon luôn. Rồi, lấy than ra cái ha. Vậy là mai mốt mình phải để sẵn cái thùng ở đây nè các bạn. Khi nào mà xài tới điện là dục than vô liền ha. Giờ làm siêu anh hùng mà đúng nghèo luôn á trời. Ủa ngộ người ta. Nhớ là Tony Stark á, giàu lắm các bạn. Chứ không phải như mình đâu. Này Tony lọc nên là không có được giàu giống như Tony Stark ha. Rồi, và mình cũng sẽ mang theo cả bộ giáp người nhện luôn. Để khi chiến đấu thì có thể là mình sẽ mặc giáp người nhện. Còn lúc bình thường đi khám phá mình sẽ mặc giáp người sắt ha. Để mình có thể bay được á các bạn. Nói chung thì như vậy cũng khá là ổn ha. Vấn đề tiếp theo bây giờ là mình sẽ cần phải làm một cái cúp mới các bạn ơi. Cúp Emerald cũ thì mình đào dữ quá nó hư mất tiêu rồi. Nên là thay bằng một cây cúp mới á, cũng rẻ thôi. Tốn có 3 cái viên ngọc lục bảo rồi các bạn. Có cúp mới rồi thì tự tin lên đường khám phá tiếp thôi nào. Ê, mình có nên dẫn theo bạn gái không nhờ? Ừ, dẫn theo bạn gái cũng ok các bạn. Thấy gì chứ bạn gái coi coi. 300 mấy máu á, còn nhiều máu hơn cả mình cơ. Ê, không biết bây giờ mình tặng bông bạn gái có hồi máu không? Không hồi máu á. Không biết sao giờ để hồi máu cho bạn gái luôn á trời. Hay là bạn gái cần phải ăn thịt ta? Đúng. Cho bạn gái ăn thịt bò đi. Cũng không hồi máu luôn. Yêu. Ôi xong rồi. Vậy là phải cẩn thận mới được á. Rồi, và bạn gái thì cũng có thể cầm được vũ khí á. Thế nên là bây giờ thì mình sẽ coi coi. Ui da, mình hết những cái đầu xanh đầu đỏ Excel rồi. Nếu vậy thì... Ê, đúng rồi á. Mình có cái gậy màu hồng. Cây chạy màu hồng chứ lộn. Cho bạn gái cầm cây chạy màu hồng đi. Ồ, cái này hết tới 50 đam lận các bạn. Quẩy hơi bị dữ nha. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá ha. Để coi coi bạn gái có tóc biến theo mình không cái đã.
Ok, có tóc biến là ok ha. Rồi rồi, chuyến đi phiêu lưu của mình và bạn gái đầu tiên nè. Để coi coi chuyến đi này chúng ta có gặp được nhiều thứ hay ho hay không đây. Ủa, trời, đằng kia có thêm một bạn gái nữa kìa. Ê, mình có nên làm một cái đội quân bạn gái không ta? Cũng là ý kiến hay. Ơi, Lucky Block. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ơi, bạn gái ơi, chạy thôi. Rồi đó, chưa gì là mình thấy mình báo bạn gái rồi đó. Trời đất ơi, nó kỳ vậy. Bạn gái đầu đỏ nhưng mà mình cảm giác mình không đỏ giống như bạn gái các bạn ơi. Mình cũng mặc giáp màu đỏ nè, mà sao kỳ vậy? Không hiểu luôn. Thử ơi, mình sẽ chiêu mộ thêm một bạn gái màu... Ủa, tóc màu xanh nè. Không được, bạn gái tóc xanh này không thích bông bông vàng rồi. Bông đỏ mới chịu các bạn ơi. Ý trời rồi. Ý trời, chúng ta nên chỉ có một bạn gái thôi các bạn ạ. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ. Ui, đó, thấy không? Cái nhược điểm là đi xa quá thì bạn gái không có tóc biến theo kịp. Ui, ui. Ê. Ê, đằng kia có con nhện. Ủa lộn, con ong các bạn ơi, con ong bự lắm luôn á, kìa. Nhìn nó cũng khá là nguy hiểm nữa. Mặc giáp người nhện vô. Chuẩn bị chiến đấu thôi các bạn ha. Tới công chuyện đó rồi. Lại đây. Mình sẽ bắn tên á. Ui dạ, bắn hụt. Từ từ. Ôi trời, bắn hụt gì. Ui dạ. Rồi, dính nó rồi. Con này láo. Dám đánh bạn gái ta hả? Ừ, nó đánh bạn gái mình. Con ong này. Dám đánh bạn gái tôi hả? Ok. Đổ. Có vẻ đánh giáp lá cà thì làm người nhện vẫn tốt hơn các bạn ơi. Rồi mình được một ít bông nè, hạt vàng và đường ha. Cũng ok. Đi tiếp thôi. Tính tới tính lui hồi mình quyết định là mình đu tơ đi các bạn ơi. Tại vì đu tơ cũng khá là nhanh nè. Mà đồng thời thì bạn gái sẽ dịch chuyển theo mình dễ hơn ha. Chứ mình mà ham kiểu như là bay quá thì bạn gái không có tốc biến theo kịp. Ừ. Thế cũng tội nghiệp à, bạn gái. Hướng này đi thì có vẻ là ra tới biển luôn rồi hay sao các bạn ơi. Ủa. Ê, xa xa mình thấy có con làng cái gì cơ. Vô. Oh. Mình gặp lại con Batman rồi. Nó đằng kia kìa các bạn ơi. Ây da. Hồi nãy mình cũng khá là vất vả khi mà đánh nhau với nó. Ui. Ê, chó sói dám bay. Ui, bảo vệ bạn gái thôi. Thánh thần ơi, bạn gái đi khịa Ripper. Ủa mày chuối thiệt. Trời, cái tính cà khịa của bạn gái còn dữ hơn mình nữa các bạn ơi. Đi khịa cái Ripper. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắn tơ cái con Batman kia. Rồi, tới công chuyện. Dùng combo nó thôi các bạn ơi. Bắn tơ liên tục. Ui, nhưng mà bắn tơ không si nhê nó lắm các bạn ơi. Kéo nó lại. Chuẩn bị nha bạn gái. Let's go. Ui da, trời. Nó khá là nguy hiểm á các bạn ơi. Ui, có nước nôi gì chảy trong lớp vậy. Con bắt ngành này. Rồi. Nó bị đơ. Ui, ê, nó cạp mình. Oh no. Bắn thơ nó lại. Ê, nó ăn thịt bạn gái kìa. À, con này dám cạp bạn gái thôi hả? Hồi nãy nó mới cạp bạn gái vô trong miệng đó các bạn ơi. Rồi thôi xong rồi. Bạn gái mình yếu máu dữ luôn rồi các bạn ơi. Mình mới được một cây kiếm thiên thạch gì nữa cơ. Ồ, cũng như là bản thảo của Shazam. Wow, một siêu anh hùng khác các bạn ạ. Ok đấy chứ. Nhưng mà với tình hình này thì mình phải cẩn thận hơn mới được á. Bạn gái chưa đi được bao lâu thì đã còn có 100+ máu à. Không biết đi hết ngày hôm nay nổi không nữa. Ủa, trên kia là gì trời? Để mình mặc giáp của người sắt. Mình bay lên đó mình coi thử như thế nào các bạn ơi. Ồ, một chỗ nhìn rất là lạ luôn. Trời ơi, bạn gái dịch chuyển theo mình nữa. Ê, có chân. No. Cục này là cục gì ta? Ừ, nhìn nó rất là lạ luôn các bạn ơi. Mình sẽ đập ra thử coi. Coi. Ủa, trong này rỗng ruột à? Ủa, đặt ruột chứ. Yêu. Cũng như không à. Vậy thôi, đi xuống dưới đi. Tưởng đâu trên đó có kho báu gì chứ. Dưới này có một cái nhà nè các bạn ơi. Có thể là mình với bạn gái sẽ tá túc qua đây một đêm ha. Đợi sáng đi, rồi chúng ta đi tiếp. Trời, có bánh luôn nè. Đã không? Rồi, làm giấc thôi. Ôi trời, nhưng mà trước đó thì để mình check cái rương coi. Có khá là nhiều đồ lặt vặt ha.
Oh my god, có lọ thuốc gì nhìn không tốt xíu nào vậy. Hơi tiếc là có một cái giường à, nên bạn gái chịu khó giờ mình ngủ đi ha. Rồi sáng dậy thì lên đường tiếp, nhưng mà mình vẫn chưa nhớ là bạn gái ăn cái gì để hồi máu các bạn à. Thành thứ ra là không có hồi phục cho bạn gái được. Ôi trời, giữa biển còn có con thủy quái nữa kìa. Oh wow wow, mặc giáp người nhện vô các bạn ơi. Mình sẽ móc con thủy quái đó vô để chúng ta săn nó ha. À đây rồi. Dạ, trời, con thủy quái này ghê đấy. Rồi, đúng rồi. Úi da, trời ơi, mình lỡ đánh chúng bạn gái. Ui, thủy quái này cũng trâu á. Ok. Và con thủy quái đó có rơi ra gì không? Sơ qua mình thấy, à, nó rơi ra một cái vảy các bạn. Khá ngon ha. Rồi luôn rồi, bạn gái còn có xíu máu à. Không ổn rồi. Ê, bạn gái có ăn táo vàng không ta? Mình thử thôi, mình lấy táo vàng mình đưa cho bạn gái. Ủa đâu bạn gái đâu rồi? Ủa? À đây. Cũng không luôn các bạn ơi, bạn gái khó vậy. Ây da, mình không muốn mất cái người bạn gái đầu tiên này đâu. Thôi chắc mình mang bạn gái đi về đi ha. Đi khám phá như vậy đủ rồi. Mới khởi đầu mà bị bom nổ là thấy có điềm rồi. Ê, trong cánh rừng này có mấy em loli nè các bạn ơi. Trời, mấy em này giống như mấy em người hầu vậy đó. Người hầu bé nhỏ nè. Cute vậy. Nhà mình chưa có người hầu các bạn. Mặc dù cái nhà mình như cái chậu vậy đó, nhưng mà trời, có mấy bé người hầu này về chắc là nhà cửa sạch bóng luôn á. Ừ, mà hơi tiếc mình chưa có cách nào để dẫn mấy cái bé người hầu đó về hết. Ủa, có cái áo gì nè, áo màu hồng các bạn ơi. Bạn gái mặc áo không? Ủa, bạn gái không mặc áo màu hồng được. Tưởng đâu được, mình tặng bạn gái luôn. Ủa, ê, mình mới nghe tiếng gì rồi. Hả? Lại một cái thiên thạch rơi xuống ngay cái chỗ mình kìa. Các bạn thấy không? Tính ra là mình rất là hút thiên thạch nha. Mình đi tới đâu là thiên thạch rơi ngay đó luôn á. Hoài quỷ luôn. Ủa, nhưng mà thiên thạch thì ngồi. Ê, ôi, nó rơi ra mấy cái gì này các bạn ơi. Hả? Ui ui, bình tĩnh bạn gái. Ui, đó không phải là vật phẩm các bạn ơi, mà đó là những sinh vật ngoài hành tinh. Ủa đâu rồi? Bạn gái đâu rồi? Ê, à, ui, bạn gái mình tàn hình rồi các bạn ơi. Rồi luôn rồi, bạn gái mình tiêu diệt hết những con symbiote luôn rồi. Không được, mình phải cản bạn gái lại mới được. Ê, ê, bình tĩnh. Mình sẽ vô trong nhà. Để mình từ đâu rồi, thủy tinh đâu rồi. Tốc độ. Đây. Mình sẽ làm những cái bình các bạn ơi. Cần có kính với cả là Titanium Blade. Ok. Nữa, thêm cái diện bến nữa kìa. Gần nhà mình nổ hoài vậy. Ui, hình như đó là cái trái bom hôm bữa mà mình giỡn hay sao các bạn ơi. Ơi, chưa chế tạo mà. Gói quá. Ok, mình đã làm được rồi. Còn bên đó lẹ thôi. Trời ơi, không biết bạn gái còn chừa cái con symbiote nào không nữa. Ê, còn các bạn ơi, may quá. Ok, mình đã bắt được một con symbiote rồi. Ơi, nhưng mà vấn đề là bạn gái mình bây giờ tàn hình rồi các bạn ơi. Kỳ á. Nè, what the hell. Mình mặc giáp Iron Man vô mà vẫn không thấy bạn gái luôn nha. Ui, lỗi game rồi. Thôi xong luôn rồi. À đây, hết hồn. Tưởng đâu mất luôn cái người bạn gái này rồi chứ. Rồi đi về với Lộc nè. Trời ơi, hên á. Mình vô trong mình chế tạo kịp cái bình để chứa symbiote các bạn. Ồ, quay. Không ngờ bữa nay một cái thiên thạch chứa những cái sinh vật ngoài hành tinh lại rơi cạnh cái căn cứ của mình luôn các bạn. Mình số hưởng thiệt luôn. Rồi, và cái con symbiote này thì nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho nên là để an toàn mình sẽ để nó trong cái bình này ha. Sắp tới mình sẽ có một vài cái thí nghiệm lên cái con symbiote này. Hay là giờ mình làm liền luôn nhờ. Tự nhiên cái mình cũng háo hức á các bạn ơi.
Và trang thiết bị để thí nghiệm với con SimBiOS này cũng không quá khó các bạn ơi. Mấy thứ này thì bây giờ mình làm được. Thế nên là bây giờ chúng ta làm liền luôn đi ha. Còn thiếu thủy tinh thì phải. Thủy tinh trong này. Rồi, giờ thì bấm công thức của SimBiOS Chamber. Yes sir. Chúng ta sẽ xuống dưới phòng thí nghiệm thôi các bạn ơi. Ê, khoan. Lấy than xuống dưới. Nãy lên cái mình đem than lên hết à. Rồi. Ê, quên nữa. Lấy luôn con SimBiOS chứ. Đồng phiên. Chúng ta xuống dưới này cái ha. Và đặt cạnh cái đồ tạo điện luôn các bạn ơi. Chứ không thôi là không có điện á. Rồi, cho than vô để cho nó sạc điện á. Chuẩn bị nè, lên điện cái coi. Đó, sáng điện rồi. Và cái con SimBiOS hồi nãy mình bắt được á, mình sẽ cho nó vô trong này ha. Đó. Ui cô kìa. Đây là con SimBiOS nè các bạn. Oh my gosh. Bây giờ mình sẽ thử cho nó ký sinh lên người mình được không? Ui không được. Bây giờ có rồi ta. Ui mình còn đổi màu cho nó được nữa. Wow. Ui dồi. Cực kỳ nhiều màu luôn các bạn ơi. Màu đen thì có vẻ là cũng khá ngầu ha. Nhưng mà màu đỏ thì sao? Màu đỏ trông cũng ngầu nữa các bạn ơi. Chắc là mình sẽ chọn màu đỏ quá. Ê sắp hết. Tôi xong rồi, sắp hết rồi. Sắp hết than rồi. Ây da, nhưng mà bây giờ thì mình chưa có cho nó kiểu như là cộng sinh lên người mình được các bạn ơi. Oh no. Ây da, căng ta lựa chọn giữa việc làm Spider-Man người sắt và cho cái con SimBiOS này cộng sinh lên người mình. Ôi dồ. Có nghe. Nhưng mà mình nghĩ với sức mạnh của một cái con mà ở ngoài hành tinh như vậy thì nó sẽ giúp mình tăng khá là nhiều sức mạnh, và mình sẽ tận dụng sức mạnh đó để làm một siêu anh hùng. Cho nên là ok, mình sẽ cởi bỏ bộ giáp người sắt này ra và bắt đầu cái việc cho cái con SimBiOS này cộng sinh lên người mình. Ê, xong luôn rồi. Ê, thành công rồi hả? Ui, nhanh thế vậy là. Ui, các bạn đi nha, lâu lâu xung quanh mình sẽ có cái màu đỏ giống như là đó. Con SimBiOS này nó đang chống đối lại mình các bạn ơi. Ây vô. Hả? Mình cũng có khả năng nhìn xuyên tường nữa hả? Ui trời, mình trèo tường được luôn nè, y gan người nhện vậy đó các bạn ơi. Wow. Ây da. Trời. Mình cũng được tăng cái sức mạnh thể chất khá là nhiều nha. Một đánh mình tới mười mấy đam luôn nè. Oh. Được ấy chứ, kết hợp với vũ khí thì sao? Vẫn ok nha. Việc tiếp theo mình cần làm là nghỉ ngơi để nhanh chóng cho cơ thể thích nghi với cái sức mạnh mới này các bạn. Một nguồn sức mạnh mới đến từ ngoài trái đất các bạn ơi. Quá đã luôn. Sáng thức dậy cũng là lúc để chúng ta test sức mạnh mới thôi nào. Với thí nghiệm vừa rồi thì mình chọn SimBiOS ở cái dạng màu đỏ các bạn. Và khi biến hình thì mình sẽ trở thành Venom, nhưng mà Venom màu đỏ các bạn ơi. Wow. Quá là chất lừ luôn các bạn ơi. Ôi trời. Trời, cũng có kỹ năng bắn nữa nè, y gan người nhện như đó các bạn. Mình cũng bắn được các bạn ơi. Nhưng mà đối thủ hiện tại thì mình đang kiếm đối thủ ha. Ý, hình như có kỹ năng bay. Wow. Mọc được cả cánh luôn nè. Why? Ê, tính ra là làm Venom là mình có đủ khả năng từ người nhện là bắn tơ nè cho tới bay lượn giống như Iron Man luôn nha. Quá đã luôn các bạn ơi. Ôi, có con ong, kìa. Rồi, con ong đang đánh nhau dưới cái nhóc rồng. Không được, mình giải cứu cái nhóc rồng thôi. Let's go. Con ong này dám ăn hiếp nhóc rồng, nó liều. Mình đã thành công cái thằng của em rồng này rồi các bạn. Vô. Và ở cái dạng Venom này mình còn giữ được sức mạnh vật lý từ việc sử dụng vũ khí nữa. Nói chung là rất là hoàn hảo luôn các bạn ơi. Trời ơi, hồi phục thì cũng cực kỳ nhanh nữa. Quá đã luôn. Rồi, kỹ năng thì hồi nãy mình thấy là đỏ. Nè, bắn tơ là màu đỏ luôn nha.
Quá chất. Còn kỹ năng nào khác không? Ê, kỹ năng có kỹ năng khiên nữa kìa các bạn. Ô, mình tạo khiên nè. Wow. Rồi kỹ năng đặc biệt là kỹ năng gì đây? Ôi trời, kỹ năng gì mà bắn ra một cái hơi gì đó màu đỏ các bạn ơi. Vô. Tuyệt chiêu cuối thì sao ta? Ui. Tuyệt chiêu cuối là tạo ra xúc tua để tấn công các bạn. Ngầu nhá. Nhưng có điều làm Venom mình hơi đô con á. Đi vô mấy chỗ 2 ô mình không đi lọt các bạn ơi. Cũng hơi khó ha. Mặc giáp người nhện được không? Ồ, mặc giáp được nha. Nhưng mà có điều nó không có hiển thị bên ngoài thôi. Nói chung với cái thí nghiệm để giúp chúng ta biến thành Venom này, mình thấy cũng rất là thành công các bạn ạ. Mình sở hữu thêm một cái sức mạnh mới. Mình nghĩ là nó sẽ cũng khá hỗ trợ mình trong thời gian sắp tới đây. Sau này mình mà làm quen với sức mạnh này thì chúng ta còn có thể mở khóa được nhiều kỹ năng nữa các bạn ạ. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho mình ha. Ê, còn một kỹ năng mình chưa test nè. Biến cái tay mình thành 2 cái lưỡi đao kìa các bạn. Ôi trời. Quá đã luôn các bạn ơi. Các bạn thấy sau khi mình biến thành Venom, mình có ngầu không? Và các bạn cảm thấy thế nào với Venom? Mình thì thấy đây là một cái dạng sức mạnh có thể nói là cũng rất là bá đạo nha. Sắp tới mình sẽ gán tìm cách để chúng ta chế tạo giáp Venom nữa các bạn. Là sẽ tuyệt vời luôn á nha. Và với sức mạnh mới này, hay là mình sẽ thử đi đánh boss đi nhờ. Ở trong nhà mình nhớ là mình còn vài cái quả trứng triệu hồi hay sao á. Hôm trước mình mới triệu hồi ra công ra kèn á. Xong cái mình quýu quá, mình hết triệu hồi rồi các bạn. Bây giờ thì có sức mạnh của Venom. Thì coi coi chúng ta sẽ triệu hồi boss gì đây. Nhưng mà khoan để mình trở lại bình thường cái đã. Chứ làm Venom là chui vô nhà không lọt các bạn ơi. Trứng triệu hồi đài, Lucky Boss. Mình lấy ra một trứng thôi các bạn. Đừng có xung. Triệu hồi 2 boss là đánh không xuể đâu đó. Ok. Việc tiếp theo đó chính là mình sẽ đi xa xa nhà mình xíu ha. Nhỡ mà triệu hồi thứ dữ thì ít ra cái nhà mình nó cũng toàn vẹn các bạn. Rồi. Ở đây là mình nghĩ chắc cũng đủ xa rồi đó các bạn. Triệu hồi boss ra thôi. Coi coi đây sẽ là boss gì đây ha. Hơi bị tò mò đó. Chuẩn bị 3 2 1. Bum. Ui, Wither. Oh my gosh. Đây là boss Wither các bạn ơi. Thôi được, không sao hết. Mình sẽ lấy lưỡi đao. Tới công chuyện đó thôi. Ôi trời trời. Con Wither này trâu vậy. Lưỡi đao mình chặt không xi nhê luôn các bạn ơi. Rồi, mình lôi nó xuống. Tới công chuyện nói với mình. Dạ. Trời, lôi nó vậy mà không ăn thua các bạn ơi. Ôi vô. Đội, tấn công nó bằng kỹ năng mới luôn. Đặc biệt là tuyệt chiêu xúc tua. Đó, để coi như nào. Ui, xúc tua đâm vậy mà không ăn thua nó các bạn ơi. À. Ê, con Wither này trâu nha. Không đùa được các bạn ơi. Ui giời. Nó bắn mình liên tục luôn á. Ê, mình bay lên đúng rồi, mình có thể bay mà ta. Rồi. Tới công chuyện nó. Yo. Công nhận là Venom đã thì các bạn ơi. Đánh cận chiến không sợ, đánh trên trời cũng không sợ luôn. Nói chung là công thủ toàn diện các bạn ạ. Vậy là sắp tới chúng ta lại có thêm một cái sức mạnh rất là bá đạo rồi. Yay. Rồi, và nói chung thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời ha. Từ việc chúng ta có thêm một cái khu vực mới ở dưới căn cứ nè. Rồi sở hữu thêm một cái sức mạnh mới. Nói chung là cũng rất là bá đạo. Và cũng ngầu không kém nha. Và siêu anh hùng tiếp theo các bạn muốn mình trở thành sẽ là siêu anh hùng gì? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Còn hôm nay mình đánh giá Venom là siêu anh hùng tốt nhất từ đầu tới giờ mà mình đã trở thành luôn á. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Love Root hay là Unitelet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình sử dụng sức mạnh Venom này để đi quẩy ha. Bye bye.